Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Khánh Ly. Trong 30 phút của bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiệt độ tại miền Bắc vẫn duy trì ở ngưỡng thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong khi đó, sạt lở nghiêm trọng tiếp diễn tại miền Trung, nhiều tuyến giao thông đã bị cô lập hoàn toàn. Hơn 30 triệu người Việt Nam đang bị tác động từ hút thuốc lá thụ động. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đang được kỳ vọng sẽ góp phần giảm số người hút thuốc và chịu ảnh hưởng bởi khói thuốc ở nước ta. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khẳng định dự án cáp treo sẽ không đi vào hang Sơn Đòn như một số thông tin trước đó, trong khi chủ đầu tư dự án thì tỏ ra khá thận trọng. Iraq sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng cho người Quốc để giúp lực lượng này chiến đấu chống lại các tay súng IS. Hà Lan phát triển máy bay cứu thương không người lái. Ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tại Bắc và Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ nhiều nơi giảm thấp xuống, dao động từ 16 đến 19 độ, nhiều nơi núi cao chỉ xấp xỉ 10 độ. Theo dự báo, thì những đợt không khí lạnh mới sẽ tiếp tục tràn xuống nước ta trong những ngày tới. Tuy cường độ không mạnh, nhưng do có mưa nên vẫn duy trì cảm giác lạnh tại miền Bắc. Cụ thể, sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất ở Sapa, Lào Cai là hơn 10 độ C, Tam Đảo, Vĩnh Phúc hơn 12 độ C, Mẫu Sơn 9 độ C, Chí Linh, Hải Dương và Lục Ngạn, Bắc Giang 18 độ C, Hà Đông, Hà Nội 19 độ C. Khối không khí lạnh đang suy yếu dần và sang ngày mai nền nhiệt độ toàn Bắc Bộ có xu hướng tăng, đôi lúc trời còn hửng nắng nhẹ vào giữa trưa và nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng 2-3 độ, cao nhất ngày phổ biến lên tới 25-28 độ, trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng. Tuy nhiên, đến đêm ngày 6, ngày 7, nhiều khả năng sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường, độ yếu và lệch đông. Do vậy, thời tiết Bắc Bộ lại chuyển nhiều mây, có mưa cùng nền nhiệt độ giảm dần. Biên độ nhiệt chênh lệch ngày đêm không nhiều nên có cảm giác lạnh hơn. Mưa sẽ tập trung nhiều hơn ở khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và tỉnh Đồng Bằng chủ yếu có mưa nhỏ. Sáng sớm nay, một vạt núi ven tỉnh lộ 15 bị lở xuống, khiến giao thông từ thành phố Hà Tĩnh đi các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ bị tê liệt trong nhiều giờ. Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, khiến nền đất trở nên ẩm ướt và mềm nhão. Vạt núi bị sạt lở nằm ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà. Khối lượng đất đá tràn xuống lên đến cả nghìn mét khối, lấp kín cả tỉnh lộ 15 với chiều rộng khoảng 8m và chiều dài khoảng 40m. Hiện trên núi, một số khối đá lớn nằm trơ trọi có nguy cơ sạt lở tiếp. Toàn bộ phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 15 đã bị đình lại ở hai đầu đường. Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải, đơn vị quản lý và khai thác tuyến đường đã cho máy móc tới hiện trường để thông đường. Đến trưa cùng ngày đã giải phóng được 3 mét mặt đường để cho các phương tiện lưu thông một chiều. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, do lượng đất đá sạt trượt lớn nên sẽ mời tư vấn thiết kế lại mái ta luy. Dự kiến phải mất hơn một tuần, đoạn đường mới đảm bảo kỹ thuật thông toàn tuyến. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã bố trí các nhân viên túc trực 24/24 giờ để hướng dẫn xe qua lại điểm sạt lở. Trời trở lạnh đột ngột, đặc biệt nhiệt độ hạ thấp về đêm trong những ngày qua khiến trẻ em mắc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp gia tăng. Các bác sĩ cảnh báo số bệnh nhi có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ghi nhận của VTC14 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại khoa khám bệnh tự nguyện Bệnh viện Nhi Trung ương, đã đến giờ nghỉ trưa mà bệnh nhi vẫn tiếp tục đến khám. Không còn chỗ ngồi, nhiều phụ huynh và bệnh nhân phải đứng chờ ngoài sảnh. Trong số này, không ít bệnh nhi đến từ các tỉnh xa. Từ hôm thời tiết thay đổi thì là cháu bị viêm họng nhiều hơn. Nên là cũng khám ở dưới kia rồi nhưng nó cũng đỡ, thì em cho cháu đi lên đây khám. Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, có khoảng 2.500 đến 3.000 trẻ đến khám mỗi ngày. Trong số này, có đến 60% số trẻ bị sốt virus, ho, viêm phế quản hay viêm phổi. Không ít bé phải nhập viện ngay sau khi khám và điều trị dài ngày. Nguyên nhân được các bác sĩ cho là do trời chuyển lạnh đột ngột. Và những trẻ sơ sinh hay có những viêm phổi rất là nặng, vào chỉ ho 1-2 ngày vào đã có tình trạng suy hấp rất là nhanh, đặc biệt là những trẻ dưới 2 tháng tuổi.
Và một điểm đặc biệt nữa chúng ta nhấn mạnh là các bệnh theo mùa là bệnh theo cơ chế dị ứng, những bệnh như là bệnh viêm mũi dị ứng, những bệnh hen phế quản, thì những cái thời điểm giao mùa như này thì các cháu rất là hay bị lên những cơn co thắt. Tại khoa hô hấp, số trẻ nhập viện trong sáng nay tăng khoảng 20-30% so với mọi ngày. Cả 100 giường bệnh đã sử dụng hết. Tuy nhiên, khác với mọi năm, tình trạng nằm ghép 2, ghép 3 không còn diễn ra. Lý do vì những ca bệnh nhẹ đã được chuyển ngược về tuyến dưới để tránh quá tải và quan trọng hơn để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo cho bệnh nhi như bài học từ dịch sởi hồi đầu năm. Rửa mũi cho con, đúng không ạ? Rồi cho trẻ dùng những cái thuốc giảm ho đông y nếu trẻ ho, hạ sốt nếu trẻ sốt, để tránh co giật vân vân. Những cái đó là các bạn phải làm được ngay. Thế còn một cái nữa, quý vị quan sát thấy con mình đang thở như thế này nhưng mà tự nhiên thấy nó thở dồn dập hơn, nhanh hơn, rồi khi nó thở nó phải gắng sức hơn. Đấy là những dấu hiệu phải đưa con mình đến bệnh viện, không được ở nhà nữa. Điều mà các bác sĩ đặc biệt lưu ý trong thời điểm thời tiết chuyển lạnh như hiện nay là phụ huynh không được tự ý mua kháng sinh điều trị cho trẻ. Thực tế đã có rất nhiều trẻ bị biến chứng nặng hơn do dùng thuốc không đúng hoặc bị kháng thuốc. Khi trời chuyển lạnh như hiện nay, phụ huynh cần phải theo dõi và kịp thời đưa trẻ đi khám khi thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Sau bữa tối ngày 2 tháng 11, đồng loạt 19 người ở Lai Châu ăn nấm đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, trong đó có người bị nôn ra máu. Sau 2 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, tất cả đều đã hồi phục sức khỏe. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, các bệnh nhân đã được giải hết độc tố và sức khỏe đã hồi phục. Đến chiều nay thì một số trường hợp đã có thể ra viện. Trước đó, vụ ngộ độc nấm rừng khiến 19 người dân của xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ phải nhập viện với triệu chứng đau bụng và buồn nôn vào rạng sáng ngày hôm qua. Theo các bệnh nhân cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 11, trong bữa cơm tối nhà người họ hàng, họ đã ăn món nấm được hái trên rừng. Sau khoảng thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng, thì 19 trong số 20 người ăn bữa cơm đó bị đau bụng và bắt đầu nôn. Sau khi đến bệnh viện cấp cứu, được truyền dịch và uống than hoạt tính hấp thụ độc tố, các bệnh nhân đã dần hồi phục. Liên quan đến vụ việc hàng nghìn kg dầu bẩn của công ty Đại Hạnh Phúc được sản xuất tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận, sau một thời gian xác minh tại tất cả các cửa hàng siêu thị, vừa qua Bộ Công Thương đã khẳng định số dầu này chỉ xuất khẩu sang thị trường Đài Loan chứ không có chuyện bán ở thị trường trong nước. Bộ Công Thương cho biết, căn cứ vào hồ sơ lưu tại công ty Đại Hạnh Phúc và hồ sơ đối chiếu với cơ quan hải quan, thì từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014, công ty này đã xuất sang Đài Loan 270 lô hàng, khoảng 43.000 tấn dầu, chủ yếu là dầu cá, mỡ heo, bò, dầu dừa. Như vậy là toàn bộ số hàng mà công ty này sản xuất không hề được bán ra thị trường Việt Nam. Số dầu bẩn trên đã được xuất sang Đài Loan dưới mác thức ăn dành cho gia súc và cố tình chèn sản phẩm dành cho người là hành vi cố tình vi phạm pháp luật một cách tinh vi. Để xảy ra vụ việc này thì Bộ Công Thương cũng cho biết, để doanh nghiệp này tồn tại nhiều năm mà không bị phát hiện thì theo luật an toàn thực phẩm, trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, một phần trách nhiệm còn thuộc về các doanh nghiệp phía Đài Loan khi nhập hàng không đòi hỏi công ty Đại Hạnh Phúc phải xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm như thông lệ. Hiện Bộ Công Thương cũng khẳng định tất cả những người liên quan đến vụ việc này đã bị xử lý theo pháp luật. Ngày hôm nay, một vụ lật xe tải khá hy hữu đã xảy ra tại ngã tư vòng xoay cổng 11, phường Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Một chiếc xe tải chở theo hàng ngàn lít axit khi ôm cua đã tự lật khiến toàn bộ số axit trên tràn ra đường. Trong buổi sáng ngày hôm nay, thì một chiếc xe tải chở 5.000 lít axit đã bị lật ngay tại chính vòng xoay này. Axit là một thứ hóa chất vô cùng độc hại và rất nguy hiểm đến tính mạng của con người. Thế nhưng sự cẩu thả trong vấn đề bảo quản khi chuyên chở, cộng với tài xế ẩu khi lái xe đi trên đường, đã khiến những người đi đường được một phen hú vía. Theo người dân sống quanh khu vực xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đi theo hướng từ Long Thành về Đồng Nai. Khi vào vòng cua, đã bị nghiêng rồi tự lật. 5 thùng chở gần 5.000 lít axit đã đổ xuống đường, khiến mặt đường sủi bọt bốc khói và gây ra một mùi vô cùng khó chịu. Rất may, khi chiếc xe tải lật, không có người nào bị thương. Nó vừa cua vòng xoay tự xe nghiêng. Nó nghiêng xuống nó đổ, thì nó đổ tràn ra giữa vòng xoay nhiều lắm. Nhưng mà tài xế thì không có sao. Đông lắm, lúc đó kẹt xe dữ lắm. Kinh khủng lắm. Thấy là trước khi cái xe này nó đổ là nó đi là do cái trường hợp nó đi là nó
nó nghiêng xe là bên nặng bên nhẹ nó rớt xuống. Và khi rớt xuống cái nước này, cái axit này nó nổi lên. Nó nổi một cái lớp gọi là bọt, nóng lắm. Chạy ra thì tôi thấy tôi dám vào cái nước axit ấy thì nó sủn lên, thế là tôi hô mọi người là tránh ra để không có axit nó làm hư xe. Thế là tài xế thì trèo ra được, thế là cũng khiếp. Người dân cũng cho biết khi biết hóa chất đổ ra đường là axit độc hại, đã tự chặn đường, ngăn không cho xe cộ đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời báo với cơ quan chức năng. 20 phút sau, hai xe cứu hỏa và cứu hộ được điều đến hiện trường, phong tỏa, đồng thời phun nước rửa đường, tránh axit còn sót lại gây bỏng cho người đi đường. Đến gần 11 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được dọn dẹp. Tuy nhiên, người dân sống quanh khu vực vẫn lo ngại những hóa chất đã thấm vào các bên lề đường có thể vẫn ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của họ. Trao đổi với VTC 14 chiều nay mùng 4 tháng 11, Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, lực lượng chức năng vừa phát hiện và xử phạt 303 lao động Trung Quốc làm việc trái phép tại khu kinh tế Vũng Áng. Trong số đó có 296 lao động Trung Quốc của công ty MCC 19 đang làm việc trong dự án Formosa và 7 lao động Trung Quốc của công ty Bảo Anh đều không có giấy phép, vi phạm về việc nhập cảnh hành nghề tại Việt Nam. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, mỗi lao động Trung Quốc bị phạt từ 15 đến 25 triệu đồng, số tiền phạt tổng cộng hơn 4,5 tỷ đồng. Công an Hà Tĩnh cho biết sau khi bị xử phạt vi phạm, hai công ty này sẽ đưa các lao động vi phạm ra làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục bảo lãnh để lao động ở lại theo đúng quy định. Từ trước đến nay thì Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh xử phạt nhiều trường hợp lao động trái phép, tuy nhiên đây là lần xử phạt có số lượng lao động vi phạm lớn nhất. Tiếp tục thông tin vụ việc nạn nhân Lê Thanh Hải nghi bị cảnh sát cơ động tấn công và bị hai bệnh viện lớn của thành phố từ chối tiếp nhận điều trị mà chúng tôi đã phản ánh liên tục trong thời gian gần đây. Và ngày hôm nay thì phóng viên VTC 14 đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ có hay không việc kiếp trực cấp cứu của bệnh viện chiều ngày 23 tháng 10 đã không tiếp nhận nạn nhân Lê Thanh Hải được chuyển đến từ bệnh viện Nhân dân 115. Trả lời phỏng vấn, đại diện bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh đã không phủ nhận thông tin này và khẳng định việc từ chối tiếp nhận điều trị cho nạn nhân Lê Thanh Hải vào thời điểm đó là quyết định không sai. Thì bệnh viện cũng xác định rằng là đây là một cái bệnh viện chuyên sâu về mắt, cho nên là cái cấp cứu về tính mạng của bệnh nhân là cấp cứu ưu tiên hàng đầu. Bởi vì đối với mắt, một cái tình huống xấu nhất đối với người bệnh thì là mù mắt, nhưng mà đối với tính mạng bệnh nhân mà xấu nhất thì lại là tử vong. Thì trên cái kết quả khám lâm sàng bác sĩ ghi nhận cũng như là trên cái kết quả CT mà bệnh viện 115 đã chụp thì bác sĩ bên bệnh viện mắt lại không dám loại trừ chấn thương sọ não. Thì các bác sĩ thấy rằng là tốt nhất cho bệnh nhân thì nên chuyển đến một cái bệnh viện ở một cái hạng đặc biệt như bệnh viện Chợ Rẫy, thì đảm bảo về quyền lợi cũng như là về cái yêu cầu chữa trị cho người bệnh tốt hơn. Thế nhưng việc từ chối cấp cứu và chữa trị cho một bệnh nhân đang trong tình trạng bị chấn thương vùng mắt rất nặng, có thể dẫn đến mù lòa mà không hề có sự giải thích rõ ràng và hướng dẫn tận tình là thiếu sót rất lớn đối với một bệnh viện chuyên về mắt. Các bác sĩ giải thích cho người nhà, bệnh nhân cũng như bệnh nhân chưa được rốt ráo. Mình phải nói làm sao để cho người bệnh, người ta hiểu được vấn đề là đây là bệnh viện đang đặt cái quyền lợi trên cho bệnh nhân. Bởi vì nếu mà khi mà bệnh nhân vào bệnh viện mắt thì bệnh viện mắt sẽ cấp cứu về mắt thôi. Còn những cái chấn thương về vùng hàm mặt, về xoang, về sọ não thì bệnh viện lại thiếu hẳn. Anh Lê Thanh Hải có đến 80% nguy cơ bị mù vĩnh viễn cả hai mắt. Người thân nạn nhân cho rằng nếu Bệnh viện Mắt Sài Gòn và Bệnh viện 115 cứu chữa tích cực ngay từ đầu, thương tích của nạn nhân chưa chắc đã nặng nề như hiện nay. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Hiện nay ở nước ta có khoảng 30 triệu người bị tác động bởi việc hút thuốc lá thụ động. Đây là những số liệu vừa được công bố tại hội thảo nâng cao năng lực quản lý và triển khai hoạt động hỗ trợ của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá nhân tuần lễ phát động chương trình truyền thông cho cộng đồng về tác hại của thuốc lá và phòng chống tác hại thuốc lá. Thực tế cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới ở nước ta là 47%, trung bình 2 nam giới có 1 người hút thuốc và có 2/3 số phụ nữ và trẻ em thường xuyên hít phải khói thuốc ở nhà.
Hàng năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá và con số này đến năm 2030 có thể sẽ tăng lên tới 70.000 người một năm. Vì thế vào ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó đã quy định về việc thành lập Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá. Nhằm tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trong năm 2015, quỹ sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tới các bộ ngành và thêm nhiều tỉnh thành phố nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong khi đề xuất tăng thuế thuốc lá vẫn đang được bàn thảo, thì hàng ngày vẫn có hàng triệu điếu thuốc lá được người dân nước ta sử dụng. Liệu việc tăng thuế thuốc lá có giảm được số người hút thuốc hay không vẫn là một dấu hỏi. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ nào đó thì việc tăng thuế có thể là chính sách tác động đến nhóm đối tượng mới lớn hay những người chưa có ý định hút thuốc. Ít có quốc gia nào mà việc mua thuốc lá lại dễ dàng như ở Việt Nam. Đó không phải là một nhận xét vội vàng. Và đây là bằng chứng. Một ngày chúng tôi bán được 30 bao, 10.000 một bao, villa thì 20.000. Nó thành một thói quen rồi, biết nó hại nhưng nó thành thói quen rồi. Thanh niên bây giờ tầm bản độ 19-20 đã hút thuốc rồi. Thuốc lá ở Việt Nam là có khắp mọi nơi, rất là dễ dàng mua thuốc lá và rất rẻ. Đấy là cái điều rất là tai hại. Gần 100 bệnh nhân ung thư phổi đang điều trị tại khoa xạ Bệnh viện Ca Trung ương. Hơn 80% trong số đó khi được hỏi, họ đều có thời gian dài sử dụng thuốc lá. Hồi từ lúc 7 tuổi, năm nay tôi 69 tuổi. Thì đây nó là do cái tác hại vì mình hút cho nên mình mắc bệnh như này. Phải thừa nhận, chính sách thuế và giá được coi là rất quan trọng. Hiện thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá ở Việt Nam là 65% và thuế giá trị gia tăng là 10%. Theo tính toán, thì mức thuế đó chỉ tương đương hơn 40% giá bán lẻ. Đây cũng là mức thuế thấp hơn nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới là từ mức 66% đến 80% giá bán lẻ. Tiếp cận về trong cái mua thuốc lá cũng rất dễ. Và cái thứ hai là cái thuốc lá chúng ta thì cũng giá hiện nay cũng vẫn còn có thể nói là cũng rẻ so với lại cái thu nhập của người Việt Nam. Giá thuốc lá rẻ tạo cơ hội cho người có thu nhập trung bình và thanh thiếu niên có nhiều khả năng tiếp cận và sử dụng, dẫn đến tỷ lệ người hút thuốc tăng lên. Theo nghiên cứu của WHO, nếu Việt Nam tăng thuế thuốc lá thêm 20%, thì giá bán lẻ sẽ tăng lên khoảng 10%, nguồn thu của chính phủ sẽ tăng thu thêm 1.500 tới 2.000 tỷ đồng mỗi năm và tránh được 100.000 ca tử vong do thuốc lá mỗi năm. Tuy nhiên, Việt Nam cũng không kỳ vọng tăng thuế có thể khiến người tiêu dùng bỏ hút thuốc. Song điều này sẽ tác động mạnh đến hành vi của người mới hoặc chưa hút thuốc. Nếu mà đã nghiện thì cái việc tăng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến cái việc quyết định người ta có hút thuốc hay không. Thuốc lá thì có nhiều loại, rẻ, đắt. Nếu mà người nghèo bớt được cái việc sử dụng thuốc lá thì những cái gánh nặng về mặt sức khỏe và kinh tế đối với bản thân họ và đối với xã hội cũng giảm đi rất là đáng kể. Thế cho nên là những cái quốc gia phát triển họ đã dễ ý thức về vấn đề này vì bản thân họ đã trả giá rất nhiều rồi. Mỗi năm, bệnh tật do hút thuốc lá đã cướp đi sinh mạng của 40.000 người tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, hậu quả từ hút thuốc lá còn tạo nên gánh nặng lớn đối với xã hội. Hút thuốc lá nhiều là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh đái tháo đường. Để hưởng ứng Ngày phòng chống đái tháo đường thế giới năm nay, vào chiều ngày hôm nay, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo công bố chương trình truyền thông với tên gọi Làng đái tháo đường với nhiều hoạt động được tổ chức trên cả nước. Chiến dịch phòng chống đái tháo đường năm nay có chủ đề Sống lành mạnh và đái tháo đường. Các hoạt động tập trung vào chủ đề ăn uống lành mạnh để dự phòng căn bệnh đái tháo đường type 2 và quản lý điều trị hiệu quả nhằm giảm biến chứng. Hầu hết các biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường type 2 đều có thể phòng tránh được thông qua thực hiện lối sống lành mạnh. Hiện bệnh nhân mắc căn bệnh này ở nước ta đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa và để lại hậu quả nghiêm trọng. Chương trình Làng thay đổi đái tháo đường sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 11 năm 2014 tại 4 thành phố lớn trên cả nước là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tiếp theo,
theo sẽ là câu chuyện thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận thời gian qua. Sau nhiều thông tin trái chiều xung quanh việc Quảng Bình sẽ xây dựng tuyến cáp treo và hang Sơn Đòn gây tác động xấu đến điều kiện tự nhiên, địa chất địa mạo tại di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng, ngày hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã công bố thông tin chính thức về dự án này trong một cuộc họp báo được chính lãnh đạo tỉnh này thừa nhận là đông nhất từ trước đến nay. Phóng viên VTC 14 cũng đã tham gia sự kiện này và sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Theo công bố của tỉnh Quảng Bình, dự án cáp treo Phong Nha Kẻ Bàng dự kiến sẽ dài 10,6 km, gồm hai chặng, tuyến cáp treo một dây nối từ cửa động Phong Nha đến cầu Trà An với chiều dài tuyến là 6,7 km và tuyến thứ hai từ Trà An đến cửa sau động Sơn Đồng với chiều dài 3,8 km. Dự án dự kiến 30 trụ, mỗi trụ chiếm 10 mét vuông đất. Địa hình ở đây rất khó khăn, do đó sau 9 lần khảo sát, chúng tôi đã quyết định lựa chọn phương án thi công tốn ít trụ nhất, đó là sử dụng cáp công vụ. Mọi nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển phía trên ngọn cây nên không phải chặt cây. Ngoài ra ở hai nhà ga cũng sử dụng mặt bằng nhỏ nhất. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng khẳng định tuyến cáp treo chắc chắn sẽ không đi vào hang Sơn Đồng như một số thông tin gần đây. Du khách sẽ xuống cáp cách cửa sau động Sơn Đồng khoảng 300 mét, sau đó đi bộ vào tham quan giống như cách đang làm ở động Thiên Đường hiện nay. Dự kiến mỗi giờ có thể sẽ phục vụ được cho hơn 1.000 lượt khách, giá vé ít nhất phải hơn 1 triệu đồng. Về vấn đề dư luận quan tâm nhất là tác động của dự án đến vẻ hoang sơ, tự nhiên của hang Sơn Đồng, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đưa ra cam kết. Nếu mà anh đụng chạm vào cái di sản mà bị phá hủy di sản thì anh vi phạm về luật di sản thế giới. Nhưng ở đây cặp treo của tôi, cặp treo không vào trong hang động. Thì do vậy là không ảnh hưởng đến vấn đề là cái địa chất của hang động, không ảnh hưởng vấn đề cái sạt lở hoặc lún của hang động. Bởi vì cặp treo không đi vào hang động mà không đi trên hang động, mà đi đến cửa sau hang động thôi, mà cách cửa sau hang động là 300 mét, hoàn toàn không đồng với động Sơn Đòn. Trong khi đó, đại diện tập đoàn Sun Group, chủ đầu tư dự án lại khá dè dặt khi cho rằng còn quá sớm để đề cập đến việc xây dựng, tất cả chỉ mới đang ở khâu nghiên cứu, tính toán tác động môi trường. Nhưng mà đầu tư mà mình làm hại đến thiên nhiên, lại đến di sản thì mất cái thương hiệu đó đi thì còn ai đến nữa. Chắc chắn là đầu tư như vậy là nó không hiệu quả. Thì đầu tiên mục đích ban đầu và gọi là kiên quyết là chúng ta phải bảo tồn được toàn bộ cái cảnh quan thiên nhiên. Như vậy là nếu như mà khảo sát mà thấy nó tác động quá lớn đến thiên nhiên thì chúng ta, ông có sẵn sàng là từ bỏ cái dự án này không? Tất nhiên. Mặc dù rất hào hứng với dự án cáp treo này, coi nó như bước đột phá cho du lịch tỉnh Quảng Bình, song chưa đến nay, lãnh đạo tỉnh này cũng thừa nhận chưa hề báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự án này. Ngoài ra, tuyến cáp treo cũng chưa nằm trong quy hoạch xây dựng. Do đó, nếu UNESCO hay các cơ quan quản lý nhà nước không thông qua, tuyến cáp treo 3.000 tỷ đồng rất có thể chỉ nằm trên giấy. Chuyển sang phần tin quốc tế, Iraq sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng cho người Quốc để giúp lực lượng này chiến đấu chống lại các tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo IS. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Iraq đưa ra vào ngày hôm qua, mùng 3 tháng 11. Theo đó, chính quyền trung ương Baghdad sẽ cung cấp máy bay chiến đấu và vũ khí hạng nặng cho lực lượng người Quốc. Các tay súng tinh nhuệ người Quốc là một phần của hệ thống phòng thủ Iraq và chúng tôi sẽ hỗ trợ họ. Đây là điều mà lực lượng người Quốc yêu cầu. Việc cung cấp vũ khí cho lực lượng người Quốc là một vấn đề gây tranh cãi, bởi một số chính trị gia Iraq nghi ngờ lãnh đạo người Quốc có ý định ly khai chính quyền trung ương. Tuy vậy, việc các tay súng thuộc tổ chức Hồi giáo IS liên tục đẩy mạnh các cuộc tấn công, khiến chính phủ Iraq miễn cưỡng cấp vũ khí cho người Quốc. Kể từ khi IS chiếm được nhiều vùng đất của người Quốc tại khu vực Tây Bắc Iraq, đã có ít nhất 8 nước trang bị vũ khí cho người Quốc theo đề nghị của họ. Hiện có hơn 100 chuyên gia quân sự đến từ Đức, Canada, Australia và Mỹ đã có mặt tại khu tự trị của người Quốc để hướng dẫn các chiến binh người Quốc cách sử dụng các loại vũ khí mới. Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày hôm qua, mùng 3 tháng 11, IS đã hành quyết thêm 36 người tại tỉnh Anbar phía tây thủ đô Baghdad. Đây là một phần trong chiến dịch hành quyết nhằm vào bộ lạc Abu Nimer, vốn đang chiến đấu chống lại IS. Trong khi hoạt động của nhóm khủng bố IS đang gia tăng, thì thi thoảng thông tin về các vụ tấn công bằng súng ở các quốc gia đang khiến dư luận ngày càng lo ngại về tình hình an ninh trên thế giới. Ngày hôm qua, tại Thụy Sĩ và Brazil cũng đã diễn ra hai vụ xả súng, khiến ít nhất là 4 người chết và hàng chục người bị thương.
Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết, hôm qua, hai nam giới và một phụ nữ đã thiệt mạng tại một ngôi làng gần khu du lịch nổi tiếng Interlaken ở bang Bern của nước này. Khoảng 7 giờ sáng, cảnh sát đã được thông báo tới hiện trường vụ án mạng là một ngôi nhà riêng ở làng Winderswind. Theo lời một nhân chứng địa phương, thủ phạm là một người đàn ông. Hắn ta đã bắn chết vợ cùng con trai trước khi dùng súng tự vẫn. Đây là một cú sốc lớn đối với những người dân ở đây. Tôi vô cùng hoảng hốt, tôi rất buồn. Tất cả những gì tôi có thể nói là không, không, không thể như vậy. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nghĩ tại sao lại là Lydia cơ chứ? Cảnh sát địa phương đã xác nhận các trường hợp tử vong nhưng không đưa ra bình luận gì về nguyên nhân vụ việc. Trong khi đó, tại thành phố Porto Alegre của Brazil, cũng vào sáng ngày thứ Hai, mùng 3 tháng 11, một vụ xả súng đã xảy ra ở một câu lạc bộ đêm. Ít nhất 16 người đã bị thương và được cấp cứu ở một bệnh viện gần đó. Một trong số các nạn nhân, một thanh niên 19 tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng. Camera an ninh tại hiện trường không hoạt động khi vụ việc xảy ra. Được biết có 5 người liên quan đã bị bắt giữ. Theo các phương tiện thông tin đại chúng, nguyên nhân vụ bắn súng có thể liên quan đến các băng nhóm xã hội đen. Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và các hội nghị liên quan sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày mai, ngày 5 tháng 11 đến hết ngày 11 tháng 11 tới đây tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Hiện chính quyền thành phố đã bắt đầu siết chặt an ninh nhằm bảo đảm hội nghị được diễn ra suôn sẻ. Theo Sở Công an thành phố Beijing, BMSB, cơ quan này đã thiết lập 22 chốt kiểm soát, 38 điểm có rào chắn tạm thời và 140 chốt khác tại các khu vực nông thôn, đồng thời tăng cường kiểm tra các phương tiện 24/24 giờ. Tại trung tâm thủ đô, hơn 160 đồn cảnh sát đã được trang bị thêm mũ bảo hiểm chống đạn, áo giáp, máy quét các thiết bị phát hiện chất nổ và robot gỡ bỏ mìn. Ngoài những biện pháp trên, chúng tôi cũng đã trang bị thêm các thiết bị chống khủng bố cho các đơn vị, đồng thời thành lập các tổ công tác đặc biệt. Gần đây, Trung Quốc có xảy ra một số vụ tấn công mang hơi hướng khủng bố. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo mọi thứ phải luôn trong tầm kiểm soát. Theo một thống kê của BMSB, kể từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 1.000 nghi phạm, thu giữ trên 1,2 kg ma túy, gần 900 kg hóa chất nguy hiểm và các loại vũ khí cầm tay khác thông qua hoạt động kiểm tra phương tiện. Bên cạnh việc thắt chặt an ninh, thì xử lý ô nhiễm khói bụi cũng là một trong những nội dung được cơ quan chức năng này đặc biệt coi trọng trong thời gian diễn ra APEC. Nhiều biện pháp đã được áp dụng với mục tiêu giảm 40% khí thải ô nhiễm để có một bầu không khí thuận lợi, phục vụ sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm của thành phố. Nhà sáng chế sinh viên Alex Momon tại Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan vừa trình làng máy bay cứu thương không người lái, dùng cấp cứu cho người bị nhồi máu cơ tim ngay những phút đầu tiên, vốn rất có ý nghĩa trong việc cứu mạng sống cho họ. Chiếc máy bay nguyên mẫu màu vàng cất cánh nhờ 6 cánh quạt, có thể mang một vật nặng 4 kg mà trong trường hợp này là một máy khử rung tim. Nó theo dõi các cuộc gọi khẩn cấp và dùng hệ thống định vị toàn cầu GPS để xác định hướng bay đến vị trí của nạn nhân. Khi đến hiện trường, người điều khiển cũng là bác sĩ cấp cứu, có thể quan sát, nói chuyện và hướng dẫn những người xung quanh cấp cứu cho nạn nhân thông qua hình ảnh từ camera có sẵn trên máy bay. Mỗi năm tại châu Âu có khoảng 800.000 người bị ngừng tim đột ngột và chỉ 8% sống sót. Nguyên nhân chính là do thời gian chờ cấp cứu kéo dài tới 10 phút, trong khi tình trạng chết não và tử vong có thể xảy ra trong vòng 4 đến 6 phút. Trong khi đó, máy bay cứu thương đưa máy khử rung tim đến bệnh nhân trong phạm vi 12 km2 chỉ mất 1 phút, giúp tăng cơ hội sống sót từ 8% lên tới 80%. Nhờ ưu điểm trên, nguyên mẫu máy bay cứu thương đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của các cơ quan y tế. Momon hy vọng có thể phát triển một mạng lưới máy bay cấp cứu khắp Hà Lan trong 5 năm tới với giá thành dự kiến khoảng 19.000 đô la Mỹ một chiếc. Một năm sau cơn bão lịch sử Haiyan, chính phủ Philippines vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn hậu quả của thảm họa này. Thế nhưng không vì thế mà người dân tỏ ra bi quan và chán nản. Nhờ vào sự hỗ trợ của chính phủ và các tổ chức từ thiện quốc tế, họ đã vượt qua nỗi đau và lấy đà để xây dựng lại cuộc sống mới dù vẫn còn muôn vàn khó khăn phía trước. Thời điểm này của 11 tháng trước, Jennifer Bunga vẫn đang sống trong tuyệt vọng khi chồng của chị, anh Richard, phải vật lộn với cái chết sau khi bị một cây dừa đổ xuống nhà và đè lên anh. Do phổi bị tổn thương nặng lại được đưa đến bệnh viện muộn nên sau một thời gian cầm cự,
Cuối cùng, Richard cũng từ giã cõi đời, bỏ lại cậu con trai 6 tuổi và một bé gái chưa đầy 1 tuổi cho người vợ trẻ. 3 tháng sau thảm họa, 4 con người, gồm cả mẹ chồng, vẫn sống trong một căn nhà bị hư hỏng nặng, không có thu nhập, chỉ sống dựa vào sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện quốc tế và chính quyền địa phương. Trong khi khoản hỗ trợ ngày càng ít đi, có lúc chị định bỏ con lại cho bà nội nuôi để đi làm giúp việc trên thành phố. Nhưng cuối cùng cuộc đời cũng mỉm cười với chị khi một người Philippines sống ở Mỹ đã đọc được bài báo về hoàn cảnh gia đình, đã gửi tặng 21.000 peso, tương đương 470 đô la Mỹ. Tôi luôn cầu Chúa cử ai đó xuống giúp đỡ chúng tôi và tôi không ngờ Chúa đã nghe được. Với số tiền ít ỏi đó, chị đã mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ và dành một chút tiền để sửa lại mái nhà. Mỗi ngày chị kiếm được khoảng 50 peso. Tuy nhiên thời gian vẫn chưa thể chữa được vết thương mất chồng trong lòng chị. Đêm nào tôi cũng mơ thấy Richard, khi đó tôi chỉ biết khóc mà thôi. Đôi khi tôi như muốn phát điên, mỗi lần như thế, tôi lại nhìn các con để được tiếp thêm sức mạnh và tôi luôn tự nhủ hãy cố gắng. Từ một người phụ nữ chỉ sống dựa vào chồng, giờ đây chị đã tự tin với cuộc sống. Chị ao ước sẽ mở một cửa hàng lớn hơn và cho hai con đi học đầy đủ. Và tin vui đã đến với gia đình chị là tháng trước, một nhóm từ thiện ở Pháp đã tặng cho gia đình 45.000 peso, tức khoảng 1.000 đô la Mỹ, sau khi đọc được bài báo về chị trên Internet. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.